Kính thưa quý vị, khi đến với thành phố Bến Tre, ai cũng nghĩ ngay đến những rặng dừa, những vườn dừa, những hàng dừa, hàng hàng lớp lớp để mà nói lên cái vẻ đẹp của Bến Tre. Nhưng mà không biết có ai nói đến câu hay chưa. Ở đây Uyên Thi đang đứng trước những rặng câu rất là đẹp, những hàng câu kiển. Thưa quý vị, một bụi câu kiển như vậy thôi là mình đã thấy nó đẹp rồi, đừng nói chi đến cả trăm bụi câu kiển như vậy. Và xung quanh Uyên Thi là những bụi câu kiển như thế. Nếu mà với một cái cảnh đẹp như vậy, những bụi câu đẹp như vậy, thì tại sao chúng ta không làm một món ăn dưới bụi câu đó? Dừa đương nhiên là cái vẻ đẹp của vùng Bến Tre, nhưng mà câu cũng không kém phần đẹp đó. Và ngày hôm nay với những hàng câu như vậy, đứng chia sẻ với quý vị một món ăn về Bến Tre, đặc sản của vùng Bến Tre, đó là tôm càng xanh. Thưa quý vị, tôm càng xanh mình có thể làm được nhiều thứ, từ lẩu, từ kho tàu, hoặc là mình rang muối. Nhưng ngày hôm nay Uyên Thi sẽ chia sẻ là tôm càng xanh rang tỏi của Forever Green Resort. Thưa quý vị, với cái tôm càng xanh ở đây là một cái loại tôm càng mà của vùng Bến Tre rất là ngon. Thì Uyên Thi có 5 con tôm càng, bây giờ Uyên Thi sẽ chia sẻ đến quý vị về cái cách làm tôm càng như thế này. Trong chương trình Bếp Nhà Ta Nấu đó thì Uyên Thi cũng đã từng chia sẻ cái cách làm tôm càng, nhưng mà tôm càng của người Bến Tre họ làm như thế nào. Với những cái xô khác thì Uyên Thi sẽ bỏ luôn hết cái càng, nhưng mà tôm càng xanh ở đây họ sẽ giữ lại cái càng. Thưa quý vị, chúng ta sẽ giữ lại những cái càng này lại, và chúng ta sẽ cắt bỏ phần từ cái mắt, chúng ta sẽ cắt bỏ cái đầu khoảng từ cái râu đó, cái mắt đó chúng ta sẽ cắt bỏ đi. Và từ đó chúng ta sẽ bỏ tỉa đi cái chân, những cái chân lớn, những cái càng nhỏ đó, hoặc là kêu là chân lớn hoặc là kêu là càng nhỏ đi. Và chúng ta sẽ dùng cái kéo để cắt cái lưng con tôm, tỉa xuống để chúng ta lấy cái chỉ lưng tôm ra. Và chúng ta sẽ bỏ lấy cái chỉ lưng thôi thưa quý vị. Nhưng mà có nhiều con tôm á, nó không có chỉ. Với lại một phần khi mà quý vị cắt như vậy đó, thì khi chúng ta chiên cái con tôm nó sẽ nở ra. Và rất là easy, dễ lắm thưa quý vị. Mình sẽ bỏ bớt đi cái chân đi. Cái chân nhỏ chúng ta cũng cắt bỏ bớt đi. Rồi, một con nhanh lắm. Và đúng là đặc sản của Bến Tre cho nên tôm rất là xanh, rất là tươi. Thiên Thi cũng giữ lại cái phần càng tôm lại. Khi nói đến càng mình cứ nhớ đến càng cua không, mà không ai nhớ tới càng tôm thưa quý vị. Tôm càng này mà người ta xuất khẩu ra ngoại quốc thì người ta đã để trong đá rồi, cho nên khi mà mình ăn á, nó sẽ không có cái vị ngọt. Còn tôm càng của Bến Tre thì nguyên thủy, xanh còn trong luôn, thịt còn trong luôn, cho nên rất là ngon. Và chúng ta cắt cái lưng tôm. Quý vị cắt sâu xuống cái thịt một chút thì cái thịt khi chúng ta chiên con tôm nó sẽ nở ra. Đó. Và đây mình sẽ lấy cái chỉ. Có những cái con tôm nó không có cái sợi chỉ tôm ở trong cái lưng đó, nó không có, nhưng con tôm này có, này chúng ta sẽ lấy ra. Đó. Hai con. Anh thì làm rất là nhanh. Cắt cái càng. À, con tôm này mất một cái càng rồi. Đó. Rồi. Cắt cái lưng. Đưa cái kéo, cái lưỡi kéo sâu xuống cái thịt tôm, để cho khi mà mình lấy được sợi chỉ ra, đồng thời khi mình chiên thì con tôm nó cũng nở ra, nó sẽ đẹp hơn thưa quý vị. Đó. Rồi. Thường thường đó thì mình Uyên Thi làm luôn cả 5 con, nhưng mà Uyên Thi để 2 con cho quý vị nhìn cho đẹp. Còn ở đây á, mình sẽ bắt một cái chảo, tại vì cái chảo này nhỏ cho nên chúng ta chỉ chiên có 3 con trước thôi. Mỗi lần chiên mình chiên 3 con thôi. Uyên Thi sẽ vặn lò lên. Và mình để lò cho nó nóng. Đó.
đứng dưới hàng câu đỏ, làm con tôm càng xanh. Uyên Thi lại mặc áo bà ba tím. Như vậy còn gì đẹp bằng, phải không thưa quý vị? Ba cái màu nó hòa hợp với nhau để mình làm ra một món ăn của vùng Bến Tre thì thật là dễ thương. Khó có khi nào có một cái chương trình nào mà chương trình bếp nhà ta nấu du ký. Bởi vì khi chương trình này đi đến đâu thì Uyên Thi sẽ thực hiện những món ăn của vùng địa phương đó. Và như vậy chúng ta sẽ học hỏi được cái cách ăn của người địa phương và cách làm của người địa phương. Còn tùy theo cái khẩu vị của mỗi gia đình chúng ta mà chúng ta có thể nêm nếm mặn nhạt theo từng gia đình một. Đó, bây giờ Uyên Thi sẽ chiên cái tôm này khi mà chờ cho dầu nóng. Ở đây Uyên Thi có sẵn tỏi nè, tỏi quý vị nhớ nha. Khi mà tôm càng rang tỏi thì mình sẽ dùng nhiều tỏi chút. Cho nên ở đây Uyên Thi băm ra một củ tỏi lớn đó, thưa quý vị. Nguyên một củ tỏi này nè. Quý vị đập dập sau đó băm ra. Rồi ở đây Uyên Thi có muối tiêu, để một chút mình ăn với muối tiêu. Mình có một chút đường để nêm vào, một chút dầu hào cũng như là muối nè. Rồi đối với người miền Nam không thể nào quên được cái bột nêm đó là kêu là cà no. Đó. Rồi thêm một chút tương ớt để mình làm món ăn nó thêm ngon thưa quý vị. Tiếng Mỹ họ kêu là kick it up, tất nhiên là mình đánh mạnh cái cho cái món ăn đó nó dậy mùi dậy vị lên, cũng như nó có cái màu, có cái color vô. Rồi bây giờ Uyên Thi đã cảm nhận được cái dầu nó nóng rồi, mình khi mình để cái tay mình cảm thấy cái độ nóng nó đưa lên cái tay thì mình bắt đầu chuẩn bị tôm. Thì khi mà trước khi quý vị làm đó, quý vị nhớ rửa cho sạch, rửa sạch trước. Thì khi mà mình làm xong đó mình không cần phải rửa lại, bởi vì quý vị rửa lại thì sợ cái tôm nó sẽ bị nước đó, khi quý vị chiên nó sẽ văng, cũng như là nó làm bớt đi cái chất ngọt của con tôm nó ra. Rồi khi mà chiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị chiên. Uyên Thi cũng để bớt nước ra nè. Rồi bây giờ để đây, Uyên Thi sẽ chiên để từng con vô nha. Quý vị để con tôm cho nó hơi cong cong một tí xíu cho nó đẹp. Đó. Đó, quý vị thấy nó nổ nó văng. May là Uyên Thi chiên ở ngoài vườn câu, chứ Uyên Thi mà chiên trong nhà là tha hồ mà mình dọn dẹp. Nguy hiểm. Lúc này Uyên Thi cũng không quên bỏ những cái càng tô càng con tôm vô chiên. Đừng văng chúng Uyên Thi. Rất là nguy hiểm nha thưa quý vị. Nhưng mà vì Uyên Thi đứng ở ngoài, ở cái chỗ này nó là xung quanh là đất. Đó, bây giờ mình trở nè. Rồi trở con tôm nè. Cái này mình kêu là vật lộn với con tôm đó thưa quý vị. Nhiều khi á, mình đi ăn mình thấy rất là một món ăn rất là đơn giản và rất là dễ, và mình ăn mình thấy ngon, nhưng mà mình không có biết rằng là cái cách người ta làm rất là nóng, rất là cực, cũng như có thể là mình sẽ bị phỏng tay phỏng mặt. Như nãy Uyên Thi chiên nó, may là Uyên Thi đứng ngoài này đó, dầu nó cũng văng chúng. Thành ra khi chúng ta làm món này, quý vị nhớ cẩn thận củi lửa, cũng như là ở nhà mình nên chiên để cho nó văng, sau đó mình phải dọn dẹp, nó hơi cực một chút. Chúng ta chiên cho nó chín con tôm nha thưa quý vị. Phải chín con tôm mới được, bởi vì một chút mình rang tỏi, mình chỉ rang sơ qua thôi. Mà tôm càng thì thường thường á, nó to và nó dày thịt, cho nên nó sẽ lâu hơn con tôm bình thường. Rất là ngon. Lúc này cái càng đó là mình sẽ đem ra được rồi nè. Cái càng Uyên Thi sẽ đem ra. Rồi Uyên Thi sẽ lấy một cái đĩa, Uyên Thi để vào. Kính thưa quý vị, sau khi mà mình chiên tôm xong rồi, mình để cho nó ráo dầu. Cái phần dầu còn lại đó thì quý vị nhớ là mình đổ bớt ra nha. Mình đổ bớt ra, mình giữ lại một ít thôi. Tại vì mình cái dầu này đó, mình đang làm tôm thưa quý vị. Mình đang làm tôm cho nên cái dầu nó thấm cái mùi tôm rất là ngon. Nếu mà mình làm một món khác thì mình dùng cái dầu này không được, là tại vì nó có mùi tôm. Nhưng mà mình có thể chiên xào những cái gì seafood, tất nhiên những cái gì mà hải sản thì mình vẫn làm được, bởi vì nó có cái mùi tôm trong đó. Nhưng mà mình chiên chả giò hay là này kia thì nó sẽ bị không ngon. Nhưng mà bây giờ Uyên Thi sẽ làm lại con tôm này, cho nên Uyên Thi xài lại một chút dầu này được thưa quý vị. Bây giờ mình sẽ vặn nè. Mình vặn lò lên để cho dầu nóng lại một chút xíu. Sau đó chúng ta sẽ phi tỏi. Nhưng mà cái này đó là mình cần phải cho nóng nha thưa quý vị. Cho nên mình
chưa có phi tỏi được. Cái này là chảo nó mới thôi, Yên Thi nghĩ là chưa nóng. Thì mình một chút nữa mình sẽ pha vào trong này một chút dầu mè, một chút dầu hào, một chút muối, một chút bột nêm, cũng như là một chút đường. Rồi còn cái này đó thì mình sẽ dùng một trái chanh. Trong khi chờ đợi đó thì Yên Thi sẽ cắt một trái chanh, một miếng chanh để vào trong cái muối tiêu chanh này. Đó, quý vị để đây. Khi nào mà mình ăn thì mình hãy vắt chanh vào nha. Mình cũng có thể ăn chung với lại tương ớt, hoặc là một chút nữa Yên Thi làm cho nó hơi cay một chút xíu này vào trong này ăn cho nó xít xà, cho nó ngon. Rồi dầu Yên Thi giờ này đã thấy nóng rồi. Đối với cái tỏi mình bỏ vào, đó quý vị thấy không, đã kêu là rang tỏi, Yên Thi chơi luôn, làm hết luôn nguyên một củ tỏi luôn cho nó thơm. Tại vì ăn tỏi thường thường mắt Yên Thi nấu ăn á, Yên Thi hay bỏ nhiều tỏi lắm để cho nó ngon. Đó bây giờ quý vị thấy nè, cái tỏi nó vàng thơm rồi nè, thấy không, thấy không, bây giờ tỏi nè. Trời ơi, giữa vườn câu mà mình không thấy mùi câu, mình chỉ thấy mùi tỏi là sao ha, nấu ăn mà. Rồi bây giờ lúc này quý vị sẽ bỏ tôm vào đó, và lúc này chúng ta sẽ nêm vào đây một chút bột no, một chút xíu muối, một chút xíu đường. Và quý vị nhớ nha, mình phải xóc nha chứ không thôi là, và một chút xíu dầu hào cho nó thấm, một chút xíu tương ớt. Cho nó ngon nè. Rồi, thảy đường vào. Lúc này chúng ta xóc lên. Đó, quý vị thấy không? Wow, tuyệt vời. Nếu mà quý vị không xóc được, tại vì ở trong nhà chúng ta xóc á, thì chúng ta sợ nó bị coi như là vô trong bếp rồi nó dơ, thì mình đừng có xóc, mình lấy cái bàn xẻng mình đảo đều. Nhưng mà ở ngoài này á thì thử Yên Thi xóc nha. Quý vị thấy không? Nhưng mà lúc Yên Thi xóc á thì mấy anh đang quay hình nó sợ lắm, mày rớt một con xuống là mất đi một con. Đó, quý vị thấy ngon không? Rồi bây giờ coi như là xong rồi, chúng ta tắt lò. Và lúc này chúng ta chỉ cần bỏ tôm ra mà thôi. Đó, bây giờ nè, chúng ta sẽ xếp tôm vào nè. Cái gạch nó tôm ra rất ngon thưa quý vị. Nhưng thì phải để cho nó đẹp. Ai à, mùi tương ớt cũng làm cho Yên Thi đói bụng quá. Yên Thi sẽ sắp xếp ba con tôm để cho nó đẹp. Rồi còn cái càng tôm này thì sao? Trước khi mà mình bỏ càng tôm thì mình để tỏi phi và những cái gia vị nó thấm cái tỏi đó, mình sẽ để lên trên cái tôm trước. Thật sự mà nói đó, Yên Thi làm món này đó là tại vì Yên Thi thấy ở đây làm món này ngon quá, cho nên Yên Thi muốn chia sẻ đến quý vị để cho quý vị làm thử ăn. Chứ quý vị tới đây thì quý vị sẽ thấy nó rất ngon. Mình lấy hết cái phần tỏi này bỏ vô nha. Yên Thi ngửi thấy cái mùi mùi ớt thưa quý vị, mùi tương ớt á, rất là đặc sắc. Rồi bây giờ Yên Thi sẽ gấp những cái càng này mình mới trang trí vô. Wow, thật là hấp dẫn. Bây giờ Yên Thi phải dẹp cái lò này đi nè, để thì quý vị mới thấy phải không. Đó. Bây giờ đây mình còn một cái càng này, cũng như một cái tỏi mình ăn ngay trực tiếp trên chảo luôn. Quý vị nhớ là thường thường á, cái gì mình ăn vụng hoặc là ăn trước như vậy thì nó ngon hơn. Bây giờ mình thì thử cái tỏi này thử coi nha. Ngon quá. Thơm mùi tỏi, đương nhiên tỏi phi là phải thơm mùi tỏi. Có vị hơi mặn mặn của dầu hào. Nhưng mà Yên Thi tin chắc rằng khi mà mình ăn với cái thịt tôm á, nó sẽ vừa. Bởi vì ở này cái này nó có vỏ mà, thưa quý vị. Bây giờ mình ăn thử cái càng. Wow.
mình lấy đũa, mình thục cái đũa để mình lấy ra cái thịt. Thật ra ăn cua hoặc là ăn tôm, mình gặm những cái càng như vậy, và nhất là nhậu á thưa quý vị. Ngon quá. Không thể nào bỏ miếng tỏi này. Ngon lắm thưa quý vị. Thực chất của con tôm càng xanh đã ngon rồi. Một khung cảnh tuyệt vời đứng bên hàng câu, hoặc là quý vị ngồi ngay trong tại những cái bàn ăn. Với cái món tỏi, tôm càng rang tỏi này, thì quý vị cũng sẽ thấy rằng cái thịt nó lại càng tăng lên thêm phần thơm ngon bởi vì cái hương vị tỏi. Vì vậy cho nên chúng ta làm cái gì mà có tỏi là đã tăng thêm cái phần thơm ngon của nó. Trong khi thực chất cái con tôm càng này nó là ngon so với cái vùng Bến Tre. Ngày hôm nay Uyên Thi chia sẻ đến quý vị món tôm càng xanh rang tỏi của Forever Green Resort này, để giới thiệu đến quý vị món ăn của người Bến Tre. Và một lần nữa Uyên Thi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, cũng như cảm ơn quý vị đã cùng với Uyên Thi đồng hành trong chương trình Bếp Nhà Ta Nấu Du Ký, nhìn những cảnh đẹp của quê hương cũng như những trái cây, những thức ăn của từng vùng một. Hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình kế tiếp của Bến Tre.